Yo man. Xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại từ đây với series make up và chém gió. Đây là bé Sa, đây là khuôn mặt bé Sa. Bây giờ mọi người đã nhìn thấy bé Sa rồi nhá. Hôm nay thì không buồn ngủ, cũng đang make up tử tế thôi nên là quyết định lộ mặt. Hôm nay thì mình làm clip này để khoe cái đồ chơi mới tậu của mình mãi rồi mới về. Và tiền thể thì bọn mình chém gió như lần trước thì là đọc sách, nhưng mà lần này thì bọn mình quyết định làm cái gì đó fun hơn một chút, đấy là em sẽ ngồi xem một cái chương trình thực tế và sẽ review cho mọi người là có nên xem không. Thì hôm nay đấy là series, đấy là Ultimate Beastmasters trên Netflix, có rất nhiều trai đồ và các chị cũng rất đồ. Nếu mà có anh nào là trai thì nhớ hú lên nhá. Ok. Đấy, thì hàng của mình mới về, đây là một cái gọi là gì nhỉ? Palette của Colourpop. Rồi mình mua ở trên đấy thì được tự chọn tất cả các mẫu. Thì cái bảng của mình nó bị khuyết mấy ô, nhưng mà thật sự tại vì mình phải bỏ ra. Nhưng mà đây là cái bảng màu, mình chỉ chọn những cái màu thật sự là mình chưa có và nó hơi lạ một chút để test thử. Kèm theo nữa đấy là mình có một mua một cái bút Kanja liner màu xanh pastel của cũng của Colourpop luôn. Còn hôm nay mình sẽ test liner nude hay là liner ấy? Liner kem. Ok. Và mình cũng có một cái concealer mới và một cái primer cho mắt mới, tại vì dạo này da của mình rất xấu. Ok. Thì bây giờ mặt mình nó gần như đã được make up full trừ có một cái mắt rồi. Thì hôm nay thì mọi người đấy mình dùng son màu nude. Màu son này là màu new nude của Basier. Đó, màu này. Thì đây mình sẽ cho mọi người xem. Thật ra nó lên môi mình rồi đây. Còn đây là màu trên test thử trên tay thì mọi người sẽ thấy. Đây là màu nude hơi cam một chút. Cái tông màu này thì nó sẽ dễ dùng với cả màu xanh. Tại vì màu xanh ra trời thì thường nó rất khó để có thể phối màu son. Lan man mãi thì hôm nay mọi người nhìn thấy mình mặc một cái váy màu xanh. Và mình cũng mua một bộ layout, một bộ cũng có khá nhiều màu xanh. Hôm nay mình sẽ test thử những cái bộ make up màu xanh ra trời. Và chị chưa thử bao giờ đúng không? Đúng rồi. Màu xanh ra trời thì từ trước giờ mọi người với kiểu cách đây 10 năm thì nó hot, thật là hot. Nhưng mà sau đó thì nó lại trở thành nhập quê trong một thời gian rất là dài. Nhưng bây giờ thì nó lại đang, mình cảm giác nó đang trend trở lại và kiểu mình muốn thử xem nó như thế nào ấy. Hôm nay liều ăn nhiều đúng không? Liều ăn nhiều. Đó thì hai cái layout đầu tiên, makeup đầu tiên của mình thì sẽ là kiểu chỉ dùng liner màu xanh thôi, chỉ dùng cái liner này. Tại vì mình nhìn thấy có một số cái layout trên mạng rất là xinh, khi mà chỉ dùng eyeliner. Thì mở đầu mình đã bôi primer rồi nhá. Mọi người, tại mình đã phải chuẩn bị trước cho đỡ mất thời gian. Thì đây cái primer này mình thấy dùng khá là ổn. Nó có độ bám rất là cao. Chương trình này là đấu giữa những nước khác nhau hả? Ừ, nghĩa là đại diện của các quốc gia đến, xong rồi kiểu cái chương trình này nó hơi giống Ninja Warrior ấy. American Ninja Warrior, ok. Đây có ông Terry là cái ông diễn viên ở trong Brooklyn Nine-Nine, cái chương trình này siêu fun luôn. Xong rồi chị rất thích ông này, ông dẫn chương trình. Và chương trình này làm đẹp, rất đẹp luôn. Netflix có nhiều tiền mà chồng. Thì mình sẽ bắt đầu với cả một cái màu phấn mắt nó hơi nút một chút để tạo cái độ sâu cho mắt trước khi dùng eyeliner màu xanh. Thì mình sẽ dùng cái màu Perch này của bảng màu Butter Paradise. Nói chung là mọi người có thể dùng một cái màu nút cam nhẹ nhẹ ấy, thì nó sẽ tạo độ sâu cho mắt mà không có cảm giác là mình đang dùng quá nhiều phấn mắt. Thì đấy mọi người, chung là dùng chổi to và tán đều rộng xung hết cái phần hông mắt thôi. Mình tán kỹ. Chưa kể là hôm nay trời nóng là tụi mình đã pha cocktail ở nhà uống thi vị đó các bạn. Kiểu cách ly không có nhà hàng hay là quán, hàng quán rồi nó mở là ở nhà tự pha. Đúng là được thả nhưng mà cũng chả ra đường để làm gì, bởi vì chả có gì để chơi cả. Quá chán. Hạn chế em phải ra đường nhiều không tốt nhưng lúc này. Bây giờ ra đường không rồi. Đây, màu này nó chỉ là tạo một cái độ sâu nhất định cho mắt thôi mà nó cũng không quá rõ ấy. Nó không quá rõ là này là tệ màu ấy, lại màu da. Nhất là cái màu da, đấy là cái màu màu môi nữa, nhưng mà nói chung là cái màu da châu Á của mình, cái màu nút cam này nó sẽ rất hợp.
Ừ. Mấy anh này chắc tập thể thao kiểu cường độ mạnh đó. Thấy có người thì là kiểu vận động viên dụng cụ, thầy dụng cụ ấy. Thật ra cái chương trình cái kiểu này mà người mà đô quá thì cũng không tốt đâu, bởi vì kiểu nặng quá ấy, lúc mà treo ấy. Nhưng là chơi mấy trò này cái cơ tay với lại cơ bụng phải khỏe. Vậy sao đừng được cái người đừng nó to quá, đừng nó cao quá. Nó phải nhỏ nhỏ con chút xíu dễ hơn. Mình sẽ bắt đầu với cái eyeliner màu đen nhá. Vì cái lúc này chỉ dùng eyeliner thôi à, mọi người cái eyeliner dày một chút cũng được. Kinh gì vậy? Nước nào đây? Nước Đức. Anh này nó cao to phết. Thì sao? Bình thường. Ôi! Em nói nghe là nhìn mấy cái này á, nhìn nó đơn giản thôi nhưng thật ra nó không đơn giản như vậy đâu. Nó khó mà. Chứ mà mấy cái lúc này mọi người kẻ eyeliner kiểu nó dài ra một chút nhá. Dài ra. Ok. Rồi tiếp theo với cái việc eyeliner màu đen. Đó. Bây giờ nó sẽ chuyển sang eyeliner màu xanh để tạo điểm nhấn. Thì đây. Hô hô hô. Fail là chết này. Bình tĩnh hết, bình tĩnh nha. Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đâu? Rồi, ok. Kiểu cái eyeliner đầu tiên mình kể nó sẽ là nó sẽ đi từ đây lên đây rồi đi xuống. Thì mọi người hiểu nó sẽ đi từ đây rồi lên đây đi xuống. Mọi người kẻ nhá, mọi người đừng kẻ vào cái chỗ hốc mắt này của mình, bởi vì kẻ vào hốc mắt này của mình thì cái mắt châu Á của mình nó hơi bị kiểu nó sụp một chút ấy. Cụ thể chỉ do mắt mình nó sụp. Nhưng mà sụp một chút ấy, thì cái chỗ này nếu mà kẻ vào cái đúng cái khứa này này thì nó sẽ bị gọi là biến mất khi mình mở mắt ra. Thì để cảnh cao lên một chút. Anh này là một anh khá cao to so với lại trai Hàn Quốc ấy thôi. Nhìn dáng người có vẻ khá cao to, kiểu 8 cỡ cỡ 8. Hàn Quốc cao to mà. Gì? Hàn Quốc gì cao to là chỉ xem diễn viên với lại người mẫu nhiều thì thấy vậy thôi. Mình bảy đó. Trung bình 1m7 thì Việt Nam cũng trung bình 1m7 mà. Việt Nam con trai trung bình 1m6 mấy thôi mà. Mà hoang tưởng vãi. Bây giờ nó cao lắm luôn ơi. Ngày xưa mà suy dinh dưỡng mới thế thôi. Nhìn hơi bựa. Nhìn nó rất là phanh. Sau đấy thì kiểu để cho nó có tông xỉa tông một chút thì mình sẽ kéo nó xuống gần với cái màu mắt đen. Sau đó thì mình sẽ kẻ cái liner vào cái phía trong của cái viền mắt dưới. Chương trình này... Ôi! Thua! Ổn quá! Nhìn được không? Ok, fine. Cao dưới nhìn hơi bị... Không thấy cái đường kẻ ở dưới cho lắm. Nó chỉ là đến thế thôi. Nó cũng không thể hơn được. Nếu mà mọi người thích thì bạn có thể kẻ kiểu bôi bôi một chút ra đây này. Kiểu dùng cái bút ấy. Bôi bôi một chút ra cái mắt ấy, kiểu kéo tràn một chút ấy thì sẽ nhìn thấy hơn ấy. Còn dùng tay kiểu kéo nó ra như này. Đó. Nhìn nó rõ hơn một chút. Đấy. Kiểu thứ hai chắc là nhìn nó sẽ đỡ hơn. Cái kiểu thứ hai này nhìn nó đỡ hơn. Nó sẽ là kiểu kẻ thêm một cái đường eyeliner đè lên trên cái màu đen này. Đó. Kẻ thêm một đường nữa thôi, đè lên trên. Casual không? Ôi. Bình tĩnh hết, sao bình tĩnh hết đâu. Vẫn thế. Đây nhưng mà em cảm giác là cái chương trình này á, so với lại American Ninja Warrior nó dễ hơn không? Không, nó khó hơn vào một vài thứ. Chẳng hạn như là nó đặt ra challenge cho người ta là kiểu như mấy người này kiểu thi những tính điểm á. Không phải là chỉ tính thời gian không á. Nên là nhiều khi mấy người này sẽ vì muốn có điểm nhiều hơn nên là sẽ chọn đường khó hơn để đi. Ôi, té này. Đâu phải rồi ấy, em nghĩ là cái chương trình này nó đau lắm luôn ấy. Để cho nó nhìn cho nó phân ấy thì kiểu mình kéo nó dài ra đây một tí xong rồi kèm một ít vào khóe mắt ấy. Kèm một ít chỗ này này. Đi xuống một tí. Cái kiểu này mình nhớ, mình thấy ở trên mạng nó màu đỏ đẹp hơn. Dùng này là màu đỏ, nhìn nó đẹp hơn ấy. Màu xanh này nhìn nó cũng, nó hơi bị nhiều mờ nhạt. Nó hơi bị mờ nhạt so với cái da của mình. Nhất là cái da của châu Á nhìn nó không phân. Đấy, đây là hai kiểu chỉ dùng eyeliner.
Nói chung là kiểu thứ hai này nhìn nó casual hơn một tí. Còn kiểu này thật sự là đi làm thì nhìn nó hơi lố. Đi quẩy thì được. Không, đó là chỉ đi làm nhưng mà những kiểu công ty mà thời trang này nổi cái kiểu ấy thì như thế này thì bình thường. Ừ. Cái này classic thôi, bình thường thôi. Có thể đi dùng đi làm được. Đó. Hợp lý. Nhưng mà xong. Cái cây, nhưng mà nó nghe là cái cây này nó chỉ có một màu này thôi hay là nó có một cái tông màu xanh thấy không? Ờ đấy, quên không nói cho mọi người biết. Đây là màu này tên là màu France của Colourpop. Colourpop. Nó có nhiều màu, rất nhiều màu. Màu này rất rất nhiều màu. Ờ, cấp tay nha mọi người. Có thể để làm mascara được không? À, nếu mà vậy thì nó giống cái cây bọn EVOC nó cũng có cái cây như thế này. Ừ, thật ra hãng nào nó cũng có. Kiểu Kiko, EVOC và các thứ đều có mà mọi người mua đâu cũng được, không nhất thiết là phải Colourpop. Nhưng mà mình thấy cái màu của bọn Colourpop ấy ở trên trang web ấy với cả cái màu thật ở ngoài nhìn khá là giống nhau. Chất lượng khá là ổn và shadow của nó thì cũng khá là bám, mình thấy nó cũng không tệ. So với giá thành cũng không bị đắt. Tầm đấy. Cái này đợt vừa rồi sale còn 6 đô. Sale. Ok, bye. Hay. Hợp lý, cái còn gì để nhấn nhá cho mặt đúng không? Thế trên mạng thu nhập thì đây, dùng thêm một chút. Một chút blush, màu nút, cứ chỉ thế thôi. Tại vì vấn đề là màu xanh này, nếu mọi người dùng những cái son nó quá là nổi thì mọi người ăn mặc cũng phải tệp với cái màu đấy. Nếu mà mọi người chỉ mặc đồ xanh thôi và ăn mặc và lại đánh son đỏ xong rồi phần mắt xanh và nhìn nó hơi bị đánh nhau. Thế nên là mình dùng cái nút cho nó đỡ bị kiểu nhìn nó hơi không bị trông không bị vô lý. Đó. Ôi, chị này đi được xa phết thì không biết ăn kia quá trời. Con gái có khi cái trơn này là có lợi bởi vì có nhiều cái đoạn nó cứ đu ấy. Ờ, dẻo. Ôi, con nổi lắm luôn ấy, cái này siêu mẫu vô địch.